Video em lên một chút thôi. Thì hôm nay giới thiệu cho các bạn em về được 5 đôi loa B3 của X8i. Đó là một dòng công nghệ thương hiệu của các bạn nhá. Và được sản xuất tại nhà máy Trung Quốc. Đó là loa chuyên lời karaoke, đúng không ạ? Loa chuyên lời karaoke của dòng B3 X8i. Đấy. Sản phẩm trắng lỗ là luôn, siêu đẹp luôn các bác nhá. X8i là những dòng hàng em phải chọn đẹp về cho các bác. Ok anh Thịnh Ngô nhá. Đây các bác nhìn này. Đây à. Đây là nguyên zin bản một chiếc loa B3 X8i, đúng không ạ? Các bác nhìn keo hồng này, đẹp không? Mã số này, quá là xịn sò rồi. Bên em bao zin, các bác nhìn là dòng B3, riêng dòng B3 X8i nó là dòng côn hở, các bác nhìn này. Nhìn thấy cả côn luôn. Quá đẹp luôn, các bác làm loa center thì rất là ok nhá. Và đặc biệt ngày hôm nay sẽ có một mức giá rất tốt cho các bác là 3.400.000 tại thời điểm này. Đấy, các bác xem video hộ xin một like nào. Ok chưa ạ? Bao zin tất cả các bác loa nhá, từ A đến Z luôn, bao đẹp luôn. Đây các bác nhìn đây. Bao zin luôn nhá. Ok ok ok. Bao zin luôn. Và đây sử dụng nó sử dụng là một bát 20 và một chung. Đấy. Loa chung của B3 này các bác nhìn này, tất cả mã số luôn này. Bao zin bao đẹp cho các bác luôn. Thực sự là những dòng loa em đã lựa chọn. Em lựa chọn được có 5 đôi đẹp thôi thì rất số lượng chỉ có 5 đôi thôi, các bác nhanh tay nhá. Đây. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Ok. Và đây là phần tần thì truyền thống của B3 rồi các bác nhìn ạ. Phần tần. Đấy, phần tần truyền thống B3 rồi. Rất là xịn sò rồi đúng không ạ? Rất là xịn sò rồi. Và ngày hôm nay em có 5 đôi ngọc trinh trắng lõn là luôn các bác nhá. Đấy, 5 đôi ngọc trinh trắng lõn là luôn. Đây các bác nhìn này, quá đẹp luôn, trắng này. Đít đây ạ. B3 X8i các bác nhá. X8i. Đó, mã vạch này. Của nó là giải đáp tần 65Hz đến 18kHz đúng không ạ? Công suất là 80W. Độ nhạy 94 dB. Đây, chạy trở kháng 8 ohm và nặng 7kg trên một chiếc. Sử dụng hai rắc lưu trích. Đấy các bác nhìn tổng thể một đôi loa. Nó đẹp hầu như toàn diện và zin đẹp thì cái giá chưa. Và bây giờ em sẽ mời các bác cùng nghe chất âm một chút nhá. Đây em chỉ test một chiếc thôi. Đây em test một chiếc này. Đây nhá. Sẽ để ở giữa test bác một chiếc này. Test cho bác một chiếc cuối cùng một chiếc thôi. Đây, các bác em mình đây này, một chiếc nhá. Đấy, các bác nghe chất âm em đang mở rất nhỏ thôi. Rất nhỏ thôi. 3.400.000 5 đôi đẹp duy nhất cho các bác nào chốt nhắn tin em nhá.